ba cái ngô về già cần phải tránh. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Thưa quý vị, chúng tôi rất vui mừng khi được đồng hành cùng quý vị trong buổi trò chuyện hôm nay. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này, hầu hết chúng ta đều tôn vinh sự khôn ngoan và không ít lần cười nhạo sự ngốc nghếch. Chúng ta luôn cố gắng tránh né những tình huống khiến mình bị xem như kẻ ngốc. Bởi lẽ, ai cũng khao khát được người đời nhìn nhận là thông thái, trí tuệ, coi đó là đạo hạnh để phấn đấu suốt cả cuộc đời. Nhưng quý vị có biết, dù có tài giỏi đến đâu, chúng ta cũng không thể tránh khỏi những lúc mắc phải sai lầm, những lúc mà người khác có thể gọi là ngu ngốc. Đó là một phần của bản chất con người, không thể nào tách rời được. Chỉ có điều cái ngu ngốc ấy xuất hiện ở đâu, thể hiện như thế nào và vào thời điểm nào mới là điều đáng để chúng ta suy ngẫm. Khi còn nhỏ, những lần làm bài kiểm tra không tốt đều bị thầy cô mắng là ngu dốt. Về nhà, nếu lỡ làm hỏng việc gì cũng dễ dàng bị gia đình trách móc là ngốc nghếch. Đến khi lớn lên, dù có đạt được thành công trong cuộc sống, chỉ cần mắc phải một sai lầm nhỏ trong công việc hay cuộc sống cá nhân, chúng ta cũng khó lòng tránh khỏi những lời chê bai. Cái ngu có lẽ cũng giống như cái bóng của cuộc đời. Càng trưởng thành, cái bóng ấy càng lớn hơn, đi theo chúng ta suốt chặng đường. Tuổi càng cao, trải nghiệm càng nhiều, chúng ta càng dễ rơi vào những tình huống khó xử. Đôi khi vì một chút sơ suất mà bị người đời chê cười là ngu ngốc. Thế nhưng trong dòng chảy của thời gian, có những cái ngu mà chúng ta chỉ nên mắc phải khi còn trẻ, khi mà sức khỏe, thời gian và cơ hội còn ở phía trước. Khi về già, chúng ta cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn, vì những sai lầm ở tuổi xế chiều không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn có thể gây hậu quả cho gia đình, người thân. Có những cái ngu mà khi đã bước qua ngưỡng tuổi của sự chín chắn, chúng ta phải tuyệt đối tránh xa để không phải hối tiếc về sau. Hôm nay, kênh Vạn Điều Ý Nghĩa xin mời quý vị cùng lắng nghe và suy ngẫm về ba điều ngu mà chúng ta cần tránh khi tuổi đã cao. Đây không chỉ là những bài học rút ra từ kinh nghiệm của những người đi trước, mà còn là lời nhắc nhở cho chính mỗi chúng ta để sống một cuộc đời an nhiên, hạnh phúc và tránh xa những sai lầm không đáng có. Hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm, quý vị nhé! Thứ nhất, bỏ tiền xây nhà quá to. Gia đình tôi quê ở Nam Định, có 5 anh chị em nhưng đều thoát ly lên Hà Nội hoặc vào Sài Gòn làm ăn kiếm sống. Thấy bố mẹ ở quê một mình nên các con đều lo. Tôi là con trai thứ, hợp tính bố mẹ, vợ tôi cũng xuề xòa thoải mái. Bởi vậy bố mẹ quyết định ra tập trung với vợ chồng tôi. Tuy nhiên khi đó hai vợ chồng tôi ở trong một căn hộ chỉ tầm 60m², trong khu nhà tái định cư nên khá lộn xộn, tiện nghi thiếu thốn. Lên thăm con vài lần, thấy cầu thang máy bỗng dưng khựng lại giữa chừng. Đôi lần hành lang nhếch nhác, bố mẹ nói sẽ hỗ trợ chúng tôi tiền đổi nhà. Bố mẹ muốn mua một ngôi nhà phố để có cảm giác độc lập, thoải mái hơn. Năm 2013, tôi tìm được một mảnh đất tầm 38m² ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhà nằm trong ngõ, chỉ cách mặt đường ô tô đi vào được khoảng 20m. Khu vực đó cũng có nhiều tiện ích như trường học, chợ, vườn hoa để đi bộ mỗi sáng. Bởi vậy, dù giá đất đã khá cao, 80 triệu một mét vuông, nhưng tôi vẫn quyết định mua. Riêng tiền mua đất đã hơn 3 tỷ đồng. Tôi gom từ tiền bán chung cư hiện tại, tiền bố mẹ cho, tiết kiệm suốt 8 năm lấy nhau của hai vợ chồng, vừa đủ trả. Ban đầu, tôi chỉ định xây nhà khoảng 3 tầng cho gia đình có ông bà, bố mẹ và hai con. Tuy nhiên, sau khi đi tham khảo một số nhà, nếu làm như vậy, một tầng phải có 2 phòng, lại thêm WC, cầu thang thì diện tích mỗi phòng chỉ rất bé. Bởi vậy, tôi quyết định làm nhà 6 tầng, với tầng 1 là chỗ để xe, kê một bộ sofa nhỏ ngồi tiếp khách và phòng ngủ. WC cho hai ông bà, tầng 2 là phòng sinh hoạt chung, bếp, tầng 3 là phòng ngủ, WC chữ T, phòng thay đồ của bố mẹ. Còn tầng trên là phòng ngủ và chỗ chơi của con trai và con gái. Tầng thượng có phòng thờ và sân. Xác định xây nhà để ở lâu dài, nên tôi đầu tư các loại nguyên vật liệu chất lượng khá. Tôi bán luôn chiếc ô tô, chủ yếu chỉ để về thăm quê.
giờ không còn cần thiết nữa vì bố mẹ đã ra đây ở cùng. Có thêm 300 triệu. Nhưng hai vợ chồng vẫn phải vay mượn người quen và ngân hàng với diện tích xây dựng hơn 200 mét vuông. Tôi mất thêm 1,2 tỷ để hoàn thiện. Đợi tới lúc nhà xong xuôi, đồ đạc đầy đủ, tôi mới về quê đón bố mẹ ra ở cùng. Ngắm nhìn ngôi nhà mới khang trang, bố mẹ tôi cười vui, nói chuyện rôm rả suốt cả buổi. Tuy nhiên, ở được một vài tháng, gia đình tôi bắt đầu cảm thấy đủ bất tiện với ngôi nhà xây quá nhiều tầng của mình. Do diện tích đất hạn chế và nghĩ nhu cầu đi lại giữa các tầng không nhiều nên tôi không làm cầu thang máy. Phòng sinh hoạt chung, bếp ăn ở tầng 2 nên mỗi lần tới bữa cơm, vợ chồng tôi phải gọi rất to, hai con ở trên tầng 4, tầng 5 mới xuống ăn. Mỗi khi từ trường về, các con lên luôn phòng mình để học bài, vẽ, chơi. Ông bà muốn lên chơi với cháu cũng mệt mỏi, đau chân vì leo cầu thang. Còn ở phòng ông bà kê hai giường nằm riêng, khá chật, nên các cháu chỉ vào chào rồi lên tầng luôn. Khổ nhất là vợ tôi, vì mỗi ngày cô ấy phải leo lên leo xuống không biết bao nhiêu tầng. Chuẩn bị bữa cơm tối ở tầng 2 xong, cô lại chạy lên tầng 6 để giặt quần áo. Trước khi về nơi ở mới, cô ước ao có một khu vườn rau nhỏ trên sân thượng. Tôi lắp đặt dàn cây đầy đủ cho vợ, nhưng được 2 tháng, cô ấy đành bỏ hoang khu vườn. Cô ấy không đủ sức để ngày ngày lên tầng 6 tưới cây, chăm sóc cây. Chưa kể những lúc thiếu vật dụng, quên cây giống lại phải chạy xuống lấy. Bản thân tôi là đàn ông khỏe mạnh, cũng thấy oải, dù lên xuống không nhiều bằng vợ. Mỗi ngày, tôi lên tầng 4, tầng 5 tắm cho các con, dạy học, rồi lại xuống hỏi han bố mẹ dưới tầng 1 và quay lên tầng 3 để ngủ. Sau hơn 2 năm sinh sống, cả nhà tôi đều thấy mệt mỏi. Mọi thành viên trong nhà ít trò chuyện. Tôi nhờ kiến trúc sư quen biết tới nghiên cứu xem có kích cỡ nào lắp được cầu thang máy mini không. Tuy nhiên, nhà diện tích nhỏ, bố trí không chừa khoảng không nào nữa nên việc sửa chữa sẽ rất lằng nhằng. Chán nản, tôi tính sang chuyển đổi nhà. Nhưng mọi chuyện cũng khó khăn không kém. Con đường trước nhà tôi trở nên đông đúc, nhiều lúc tắc nghẽn. Nhiều nhà bán nên giá đất trung bình ở khu vực chỉ còn tầm 65 triệu một mét vuông. Trước tôi mua 80 triệu một mét vuông. Tổng cộng cả tiền đất và xây dựng tôi chi hết 4,2 tỷ đồng. Nhưng khi khách tới mua, người trả cao nhất cũng chỉ đưa ra giá khoảng 3,2 tỷ đồng. Họ đều chê nhà quá cao, lên xuống mệt mỏi, thiết kế không ưng ý. Nếu mua nhà, chủ mới sẽ phải đập phá sửa chữa bên trong khá nhiều. Với 3,2 tỷ đồng, tôi cũng khó mua được một ngôi nhà mới rộng rãi, có vị trí thuận lợi như bây giờ. Quanh khu nhà tôi hiện ở gần cơ quan, hầu như không có chung cư giá vừa phải. Thêm vào đó, nghĩ tới chuyện thiệt 1 tỷ đồng, tôi lại cảm thấy không đành lòng. Bởi số tiền đó là bao nhiêu năm tích góp của bố mẹ và vợ chồng tôi. Quý vị thấy đấy, nhiều người dồn hết của cải tiền bạc, sức lực để xây một ngôi nhà khang trang rộng rãi, để coi nó như công trình tuyệt vời nhất của đời mình. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, không dám tiêu pha, không dám hưởng thụ, cốt chỉ để có đủ tiền xây nhà cao cửa rộng. Nhưng họ quên rằng, dù cho nhà có cao, cửa có rộng, thì chỉ cần có 2 mét vuông để nằm yên nghỉ, kể cả lúc nhắm mắt qua đời. Vậy thì to lớn hoành tráng, để hưởng thêm được gì nếu không phải chỉ thêm lo toan, phiền toái. Nhà tuy nhỏ mà ấm cúng, còn hơn là nhà rộng mà hiu quạnh, vắng vẻ, không có hồn. Nhà là để phục vụ cho mình, chứ không phải mình phục vụ nó. Vậy nên, về già không cần cố hết sức để xây nhà lớn quá làm gì. Cứ tùy theo yêu cầu sử dụng lẫn khả năng kinh tế sẵn có. Bởi nhiều khi cố quá lại biến thành quá cố thì đau lòng. Thứ hai, cho con cái quá nhiều. Với lối tư duy của người Á Đông, những bậc cha mẹ khi về già thường chủ động trao tặng tài sản mình đã làm lụng cả đời lại cho con cái, với hy vọng những người con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vợ chồng bà Nguyệt sinh được 8 người con, 6 trai 2 gái, sở hữu 2 căn nhà. Ông bà dự tính bán đi 1 căn, chia đều cho các con. Căn còn lại giao cho con cả là ông Hưng, 56 tuổi. Trông giữ, làm nơi thờ cúng tổ tiên. Đổi lại, ông Hưng phải bù đắp cho 7 người em một số tiền. Không lâu sau, cụ ông qua đời. Một căn nhà của bà Nguyệt trong diện giải tỏa, phục vụ dự án nên được đền bù 8 tỷ đồng.
nhận tiền, bà giao cho con trai lớn như thỏa thuận ban đầu, chia sẻ dự định đến ở với mỗi người một tháng để cảm nhận tình yêu thương của con cháu. Để nhận được giấy tờ nhà, ông Hưng đồng ý nuôi mẹ và được tòa chấp nhận. Tuy nhiên, vì không hợp con dâu cả, suốt 2 năm qua, bà Nguyệt không ổn định được chỗ ở. Bà tâm sự thấy khó chịu ngột ngạt và như đứa trẻ bị bỏ rơi. Bà muốn về ở với con gái út nhưng lại ngại gia cảnh khó khăn và cô này không được ông Hưng chu cấp. Lý giải sự việc, ông Hưng cho hay, những năm trước ông vẫn đều đặn chuyển 3 triệu đồng hàng tháng cho cô út. Có điều mẹ chẳng được chăm sóc chu đáo nên giờ tôi không đưa nữa. Vất vưởng hết nhà con trai đến nhà con gái, ở đâu cũng có chuyện. Nhiều lúc buồn chán, bà Nguyệt lang thang xin ăn, tối vào chùa tá túc qua đêm. Mệt vô cùng. Ngày trẻ vợ chồng tôi gắng làm lụng, tiết kiệm cho có của ăn của để, cho con. Bây giờ tụi nó có gia đình, tôi già rồi, nhìn anh em nó tị nạnh nhau, buồn lắm. Bà Nguyệt tâm sự. Dù vậy bà bảo không hối hận với quyết định chia tài sản, chỉ rất buồn vì các con đối xử với mình không tốt. Thưa quý vị, người Việt Nam có câu, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Thế nên nhiều người có bao nhiêu cho con hết, cho nhiều quá nên con cái chẳng biết tự lo gì. Có khi 30 tuổi rồi vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ. Hơn nữa, nếu bạn cho con cái quá nhiều mà không lo được gì cho mình, thì về già bạn sẽ làm cho con cái phải khổ, bởi bạn trở thành gánh nặng của chúng. Đấy là còn chưa nói gì đến khi ốm đau bệnh tật. Cho con vừa thôi và quan trọng là cho chúng thành người, cho khả năng tự lập mới là điều quan trọng. Có cho nhiều thì cũng đừng cho hết. Hãy giữ lại một phần để tự lo cho bản thân khi tuổi cao sức yếu, để con cháu đỡ khổ. Đừng quên rằng tiền bạc là quyền lực của người già. Vốn biết, cha mẹ luôn muốn bảo vệ con nhiều nhất có thể. Nhưng con cái đến tuổi phải lập nghiệp mà vẫn quen thói dựa dẫm, sợ hãi, cuộc sống xô bồ, thì đến lúc cha mẹ không còn trên đời sẽ trở thành kẻ ăn bám của xã hội mà thôi. Dù thương con đến thế nào thì cha mẹ nên để con được vấp ngã, được trải nghiệm trên đường đời. Có như vậy rồi con cái mới có cơ hội lớn lên, trưởng thành, biết yêu thương kính trọng cha mẹ. Tiền bạc có nhiều cũng không thay thế được tình cảm gia đình. Bởi vậy nên, tiền bạc hãy giữ lại cho mình để dưỡng già, hưởng thụ, đi du lịch, đi ăn những món ngon, bù lại những ngày tháng đã làm việc vất vả quần quật để nuôi các con. Các con, một khi đã thực sự trưởng thành, cũng chỉ mong cha mẹ hãy dành tiền để sống một cuộc sống mà cha mẹ mong muốn khi về già. Thứ ba, kiếm tiền, mua sức khỏe. Trong xã hội hiện đại, người ta có thể vì tiền mà làm rất nhiều chuyện, thậm chí cả việc bán rẻ lương tâm, đạo đức của mình. Tiền bạc quả thực như ma xui quỷ khiến, không có thì lúc nào cũng cần, càng có nhiều lại càng khiến người ta tham vọng có nhiều hơn. Vạn điều ý nghĩa đã từng nghe một bác sĩ kể lại những câu chuyện khiến tôi suy nghĩ mãi. Chẳng phải con người cố gắng để kiếm tiền cải thiện cuộc sống của mình hay sao? Nhưng rồi đánh đổi cả thời gian sức khỏe để kiếm tiền, liệu có phải là quyết định đúng đắn? Ở xóm Hà, người ta đi dỡ hàng từ từng xe hàng, chuyển hàng sang chiếc xe khác để xuất khẩu qua biên giới. Trong đó có một người rất ham công tiếc việc. Cậu ấy còn rất trẻ. Cậu cho rằng mình có thể làm việc nhiều hơn sức mình chịu đựng được. Nhưng sức nào bền đến vậy? Không chăm sóc bảo vệ bản thân thì không chỉ có cậu ấy là người chịu khổ mà bố mẹ cũng khổ theo. Bởi lẽ, cậu cật lực làm việc nặng suốt một tháng ròng rã, rồi cậu bị sụn lưng, xương lưng của cậu bị giãn. Từ đó trở đi, ngay cả việc đi đứng thẳng người đối với cậu cũng khó khăn. Rồi đến khi lên viện chữa trị, tốn tiền bạc mà sức khỏe của cậu thì chẳng bao giờ còn có thể khỏe mạnh cường tráng như trước kia nữa. Những lúc thế này, người ta mới ngẫm ra rằng tiền bạc khiến người ta lao đầu vào để làm việc một cách chăm chỉ, cật lực. Nhưng rồi hết lòng vì tiền để đến lúc nằm trên giường bệnh, lưng thì đau, người thì nhức mỏi. Cậu mới nhận ra rằng khi ấy cậu không thể dùng tiền để đổi lại sức khỏe đã mất nữa. Cơ thể cậu sẽ không còn được như trước kia. Sức khỏe yếu đi rồi, khó lòng có thể lấy lại được. Quý vị ạ, hầu hết đa số những người đã thành công và có sự nghiệp vẻ vang đều mắc phải sai lầm này. Họ đều phấn đấu làm việc quá sức
mà không hề bận tâm gì đến sức khỏe cá nhân. Rồi khi dính phải bệnh tật, họ phải trả những cái giá đắt hơn nhiều lần cho việc phục hồi sức khỏe. Khi có sức khỏe, con người ta mơ ước nhiều điều, nhưng khi mất đi sức khỏe rồi, người ta chỉ còn mong muốn có được sức khỏe tốt để sống và hưởng thụ mà thôi. Con người ta thường cật lực đi kiếm tiền, nhưng có nhiều tiền để làm gì? Để rồi không có cơ hội để hưởng thụ. Sức khỏe lúc nào cũng phải được đặt lên hàng đầu. Vẫn biết là có tiền thì trang trải được cuộc sống, nhưng không có sức khỏe thì nhiều tiền đến mấy, cuộc sống cũng chẳng vui. Vậy nên trong cuộc sống, điều gì nên thử thì hãy thử làm. Còn điều gì cần tránh thì đừng nên làm để không phải hối tiếc về sau. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Trăm năm cuộc hẹn. Sáng nay trà đi, không bàn trước với chồng, cũng chẳng thấy dục dịch chuẩn bị thứ gì. Tựa như việc đi xa đã quá quen thuộc với trà, giống như người ta đi công tác. Nhưng thật ra, đây là chuyến đi chơi duy nhất của trà kể từ ngày ra trường, ngót nghét đã gần 20 năm trời. Đến tận lúc nhìn thấy chiếc xe khách đầu tiên trong ngày dừng trước nhà, nuốt trà vào trong rồi lăn bánh mất hút trên đường, Du vẫn không nghĩ vợ mình đi. Không túi lớn túi nhỏ, không quần áo phấn son. Một lúc sau, Du gọi xem xe đi đến đâu rồi thì phát hiện ra điện thoại trà cũng bỏ ở nhà. Bỗng nhiên, Du thấy trống vắng quá. Trà đi chuyến này như là cuộc hẹn trăm năm. Nhẽ ra Du nên vui mới phải. Trà đã quanh quẩn trong căn nhà này suốt từng ấy năm làm vợ, lấy công việc làm niềm đam mê, phòng đọc sách trở thành nơi thư giãn, lấy gian bếp để khuây khỏa lúc buồn, lấy các con làm niềm vui. Và hình như trà đã lấy cuộc hẹn ngày hôm nay làm động lực. Trà bỏ lại chồng con và ngôi nhà mà mình luôn coi là thánh địa của một người đàn bà. Vội vã như thế, nếu chần chừ thêm vài giây nữa, chả sợ sẽ lỡ hẹn với chính mình. Không cần mang theo gì cả, càng nhẹ càng dễ đi. Bao nhiêu lần cũng chỉ vì muốn mang theo thứ này thứ khác mà không đi nổi. Du ngồi ngoài cửa thẫn thờ nhìn bóng nắng líu díu dồn nhau qua tán xấu. Suốt nhiều năm qua, Du từng không ít lần muốn lôi vợ ra khỏi bốn bức tường để đẩy trà vào một đám đông nào đó, mong muốn trà thoát khỏi sự cô đơn để hòa vào những cuộc vui như thiên hạ vẫn từng. Nhưng trà luôn cương quyết khước từ. Trà thường bảo, không phải cuộc vui nào cũng dành cho em. Có những người sống cả đời chỉ cần một cuộc hẹn. Em cũng thế. Xe trôi trên quốc lộ 32C, phố nối phố, nhà nối nhà. Trà nhìn ra ngoài cửa kính lục tìm trong trí nhớ, ký ức về một con đường. Đoạn đường này, trà từng nhiều lần dừng lại ngủ, một mình một xe trong chuỗi ngày tuổi trẻ vắt kiệt sức lực cho ước mơ. Trong giấc mơ của trà còn thoang thoảng hương sen từ cánh đồng bên cạnh lẻn vào. Những năm tháng ấy trở về nhà luôn là hành trình dài nhất. Thỉnh thoảng trà vẫn ngủ một giấc ven đường như thế, gục vào đầu xe mà ngủ để không tự kết liễu cuộc đời mình trong vài giây ngắn ngủi. Khi mi mắt sụp xuống mà giấc mơ còn chưa kịp tìm về. Ngủ để khi về đến nhà, bố không phải xót xa vì nhìn con mệt mỏi quá. Tối ấy, bố pha một ấm trà, uống với kẹo lạc nhà làm. Ngồi ngoài thềm nhìn trăng treo trên ngọn cau, trà bắt đầu kể về thành phố. Bố cả đời không bước ra khỏi lũy tre làng nên tha thiết những chuyến đi trong mường tượng. Trà từng nhiều lần muốn đón bố xuống thành phố chơi ít ngày, nhưng bố không đi. Bố đi rồi, nhà ai trông, chó mèo ai cho ăn, nhà cửa bụi bặm không ai quét. Mấy việc đó có thể cậy nhờ hàng xóm, nhưng bố đi rồi, khói hương nguội lạnh, mẹ sẽ buồn. Bố cả đời chưa bao giờ đi đâu xa mẹ. Bố luôn bảo, cả đời bố chỉ có 3 chuyến đi. Chuyến đi thứ nhất là đi đường đời cùng mẹ của các con. Chuyến đi thứ hai là đưa bà ấy về với đất mẹ. Chuyến đi thứ ba, bố sẽ gặp mẹ của các con nơi chín suối. Thế là đủ. Xe trôi qua cánh đồng. May quá, cánh đồng vẫn ở đây chờ trà suốt từng ấy tháng năm. Cánh đồng vẫn xanh màu cũ, thơm hương cũ.
Phía xa xa là cây cầu bắc qua sông đã cũ kỹ theo thời gian, nước sơn gợn màu mưa nắng. Cha từng ngồi sau lưng Thuần trôi qua cây cầu ấy. Hai đứa ước ao sau này mua một mảnh đất làm nhà dưới chân cầu. Nhà trồng hoa bìm bìm tím biếc để ai đó qua đây đều sẽ ngẩn ngơ nhìn. Cha mở một quán nước nho nhỏ bán cho những người hữu duyên. Hàng ngày ở nhà viết sách, chăm vườn rau xanh, nấu cơm đợi Thuần về. Nếu có con chắc là bận rộn hơn. Đừng lo, con chúng mình sẽ ngoan, sẽ thương em nhiều như anh vậy. Mấy lời đó còn vang trong tâm trí của Trà. Nhưng mối tình đầu đã trôi theo dòng nước dưới sông. Thuần bây giờ đã xây nhà dưới một chân cầu khác, chắc cũng không trồng hoa bìm bìm tím. Xe bỗng nhiên phanh lại. Một bà cụ lên xe lầy bầy, ôm theo một bọc đồ gói bằng khăn mỏ quạ. Phụ xe định đỡ lấy cho lên ngăn để đồ, nhưng bà cụ ôm khư khư, nhất định không cho ai động vào. Đây là ông nhà tôi, đâu phải muốn để chỗ nào cũng được. Nhà xe than trời, hết nhìn nhau lại nhìn bà cụ. Cho cốt à bà ơi, sao bà không nói sớm? Nói sớm để các cậu không cho tôi lên xe à? Tôi đứng từ sáng đến giờ, chẳng hiểu sao không xe nào dừng lại. Cứ như là ông nhà tôi giữ chân tôi lại. Bà đưa ông đi đâu thế này? Con cháu đâu? Sao không thấy ai đi cùng? Tôi đưa ông ấy về thăm quê cũ, đã hẹn về cùng nhau mà. Ngay cả khi chỉ còn một nắm cho cũng về. Hai người về cùng nhau, chẳng muốn phiền con cháu. Trà nhìn xung quanh, thấy ai cũng bận rộn với chiếc smartphone. Người chơi game, người nghe nhạc, người mải mê lướt web đọc tin showbiz. Phía sau Trà, ai đó chắc đang gọi điện cho bồ, giọng ngọt xớt. Anh không hiểu em thì còn hiểu được ai? Câu này nghe quen quá, hình như Du vài lần nói với Trà trước khi làm đám cưới. Sau này về một nhà mới biết Du hiểu thiên hạ hơn vợ mình, đôi khi coi vợ như một người tự kỷ. Từng ấy năm sống đời vợ chồng, câu mà Trà thường phải nghe nhất vẫn là: anh chẳng hiểu em suy nghĩ kiểu gì. Trà đã thôi đôi co về lẽ sống. Trà bước vào quán mang tên Lữ. Đó là một quán cà phê nhỏ nằm bên bờ hồ, nơi dành cho những người ưa hoài niệm. Tiếng đàn guitar nghe quen quá, hẳn là Lê đang đàn. Trà lần theo từng tiếng đàn để tìm các bạn. Quán vắng quá, tựa như chẳng có ai. Anh chàng phục vụ bàn đeo tai nghe, ngồi tựa ghế, mắt lim dim chìm đắm. Thành phố ồn ào là vậy, mà sao lại có nơi yên tĩnh đến thế này? Trà leo lên tầng 2, thấy các bạn đang chờ mình ở đó. Tụi Trà ôm lấy nhau ồn ào như mùa hè ve sầu vậy. Tiếng guitar lạc đi, vụn ra trong những tiếng cười đùa. Tụi Trà như không phải những người đàn bà sắp bước sang tuổi 40. Tụi Trà chỉ mới đôi mươi thôi. Trong phút chốc đã không còn những nếp nhăn đuôi mắt, bụng ngấn mỡ và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cậu vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Ngay cả mùi hương cũ, mùi cỏ. Tóc cậu vẫn đen láy tự nhiên đúng không? Không nhuộm, không xoăn. Cậu vẫn hiền từ trong chân tóc. Da cậu vẫn mát lịm và thơm. Tớ nóng như hòn than, chạm vào cậu là nguôi ngoai hẳn. Hôm nay vui, nhất định phải uống, đồng ý không? Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Tụi mình ồn ào quá. Tụi mình có quyền mà. Quán bao dung, phố cũng bao dung. Hà Nội đợi tụi mình gần 20 năm, đâu có ít. Bọn mình mà hời hợt, chắc phố sẽ buồn. Ừ, đúng rồi, phải vui tới bến. Chàng ngả người vào yên hít hà mùi tóc bạn. Cảm giác này rất khó để gọi tên. Bình yên thôi chưa đủ. Bài hát Thời Hoa Đỏ của Thanh Tùng chợt vang lên. Cả nhóm nhìn nhau như muốn hỏi: ai đã yêu cầu Lữ bật bài này? Không ai cả, chỉ thấy anh chàng phục vụ bàn biến mất nhanh như một cơn gió, cùng nụ cười tủm tỉm trên môi. Không ai còn bận tâm về mọi thứ xung quanh. Bài hát đã nhen lửa trong lòng, ngọn lửa cháy liu riu rồi bất chợt bùng lên. Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi,
cánh mong manh sao sáng đỏ tươi như nuối tiếc một thời trai trẻ. Xa khóc, Trà ôm lấy bạn, tất cả đều bật khóc. Rượu có lẽ đã ngấm, nhưng tụi Trà đâu phải khóc vì say. Từng ấy tháng năm Trà đi qua những biến cố thăng trầm là nhờ có bạn, cũng chẳng mấy khi gặp gỡ, hoặc gặp được người này thì thiếu vắng người kia. Nhưng chỉ cần bấm máy gọi cho nhau là thấy những vòng ôm hiện hữu. Tụi Trà có thể bị cuộc sống cuốn đi, bận rộn đến mức vài tháng mới liên lạc với nhau. Câu đầu tiên bao giờ cũng hỏi, cậu ổn không? Bạn ly hôn chồng, mất mẹ, phát hiện mình vô sinh không thể có con, mới chia tay một cuộc tình ngỡ là trăm năm, hay tai nạn phải nằm nhà suốt một năm dài. Tất cả những biến cố đợi nhau chỉ có thể chia sẻ bằng vài dòng tin nhắn đêm khuya. Lúc chồng con đã ngủ và cơ thể bã bời sau một ngày cực nhọc. Tớ bây giờ như một cốc nước lọc. Nước lọc thì tốt chứ sao? Sống đến gần 40 tuổi, trải qua hết cơn bĩ cực lại đến thái lai. Đau đớn, tuyệt vọng, đắng cay đều nếm cả. Mà đời vẫn trong veo như cốc nước lọc thì chẳng phải sắp thành Phật rồi sao? Chẳng phải tu tập gì đâu, chẳng qua tớ thấy đời mình nhạt nhẽo vô vị như một cốc nước lọc, thế thôi. Tớ thích nước lọc, tớ cũng vậy, cả đời chỉ uống nước lọc. Tớ chưa từng nuốt hụm nước lọc nào mà thấy hứng thú cả. Nếu được ví cuộc đời như cốc nước, thì các cậu là cốc nước gì? Cả bọn bỗng chìm nghỉm trong cốc nước mường tượng, ai cũng tự hỏi. Nếu được ví đời mình như cốc nước thì nó sẽ có màu sắc ra sao, mùi vị thế nào? Một cốc nước đục ngầu không ai dám chạm môi. Có những ngày trong đầu tớ chỉ toàn là toan tính, nghĩ cách chị bà mẹ chồng lười nhác ở bận, chỉ biết hưởng thụ và hay mắng nhiếc đánh đòn cháu suốt ngày. Chị ông chồng ham gái gố bỏ bê gia đình, chị mấy nhà hàng xóm chuyên vứt rác bừa bãi, cắt trộm hoa hồng và hay hát karaoke vào giờ con tớ học. Đấy mới chỉ là những chuyện quẩn quanh góc nhà gió bếp. Còn bao chuyện ở cơ quan nữa chứ. Chuyện ông sếp hay gạ tình, nói năng thô tục. Chuyện đồng nghiệp ghen ghét ganh đua. Chuyện công việc mỗi ngày mỗi nhiều mà công ty chỉ dình bớt xén của nhân viên từng đồng bạc lẻ. Đừng ai chạm môi vào cốc nước của tớ, có khi nó chứa đầy độc tố và có thể giết chết bất cứ ai. Cuộc đời của tớ giống như cốc cà phê nguyên chất, đắng và ngọt. Tất cả đều hài hòa, tuyệt đối không gay gắt. Dẫu có đi qua nhiều thăng trầm, biến cố, thì tớ vẫn luôn nghĩ đến niềm vui và những điều tốt đẹp. Còn tớ ư, như một cốc sinh tố ngọt ngào. Hẳn là tâm lý của một kẻ đang yêu có khác. Sướng nhất cậu, tuổi này bạn bè đau đầu vì hết nuôi con, đến dạy chồng, thì cậu vẫn say đắm yêu đương. Ừ, bọn tớ đang chẳng dám tin vào tình yêu và hôn nhân nữa. Nói vậy là các cậu đang ghen tị với tớ đúng không? Cả bọn cười phá lên. Nước lọc, nước cam, cà phê hay nước độc? Thật ra là tụi Trà chẳng cần phải nói ra cũng có thể hiểu nhau từ trong ý nghĩ. Cốc nước nào cũng vậy, gạn đục khơi trong vẫn là một tâm hồn khao khát được yêu thương. 20 năm trước khi rời trường đại học, tụi Trà đâu biết đời sống sau này sẽ ra sao. Người thành đạt đi đây đó khắp nơi, người quanh quẩn xó bếp vui những điều vụn vặt, người hạnh phúc viên mãn, người nửa đời lỡ dở. Nhưng gặp nhau đâu phải để nói chuyện bể dâu. Có hôm tớ nằm mơ thấy con chuột bạch mà cậu nuôi trong ký túc xá. Nửa đêm nó thường lẻn qua cửa sổ chui vào nách tớ ngủ ngon lành. Nhớ những suất cơm sinh viên chỉ có 3.000, đi ra khỏi căng tin của trường còn ngoảnh lại vì thèm ăn suất nữa. Yên quen được chiều chuộng như công chúa, ăn đủ thứ sơn hào hải vị đến chán ngán mà người vẫn gầy đét. Thử ăn suất cơm của sinh viên nghèo, ai ngờ mắt Yên sáng lên khen ngon. Hồi ấy tụi mình nuôi Yên béo dễ ợt, có khi chỉ cơm rang mì tôm cũng béo. Ừ, mà mẹ cậu vẫn khỏe chứ.
mình thường hay nhớ bà mỗi lúc đi ngang ngõ, chợt người thấy mùi bánh rán. Hồi ấy, những thứ quà quê của mẹ cậu luôn làm tụi mình vui. Sau này làm du lịch đi khắp nơi, nếm đủ mọi món ăn vùng miền, tớ vẫn thấy không gì ngon bằng rau sắn ngâm chua, cá ướp thính và cả món bánh rán vừng do chính tay mẹ cậu từng làm. Mẹ tớ vẫn vậy, nhiều bệnh trong người, ăn ít nhưng làm nhiều. Thỉnh thoảng mẹ vẫn nhắc các cậu, mẹ nhớ đứa nào thích ăn món gì, ăn mặn hay ăn nhạt, nhớ cả màu áo các cậu mặc lúc về chơi. Trí nhớ của mẹ hóa ra tốt hơn của bọn mình. Tớ ước gì mẹ tớ còn sống. Từ khi mất mẹ, tớ chẳng thấy có niềm vui gì trọn vẹn. Tụi trà ngồi lặng im bên nhau, không cần phải nói gì để bình yên ngấm vào từng chân tóc. Sau cuộc gặp gỡ này, có thể sẽ rất lâu nữa tụi trà mới có thể ngồi lại cùng nhau. 3 năm, 10 năm, hoặc cũng có thể khi tóc trên đầu đã lẫn nhiều sợi bạc, khi hàm răng gió lùa vào vài chỗ, gặp nhau cười móm mém, kể chuyện đàn chắt nhỏ. Bởi sẽ có nhiều thứ níu tụi trà, chẳng phải lý do lớn lao gì, đôi khi chỉ là những điều vụn vặt. Như vài lần hẹn hò trước, lúc trà định xách ba lô lên để đi thì nghe tiếng con ho sặc sụa. Ngó ra ngoài trời, thấy gió mùa đã về từ khi nào. Chần chừ nghĩ, nếu mình đi con ốm thì sao? Lần khác, đã thò một cánh tay ra vẫy xe khách đang chạy tới thì nghe chồng quát lên, mùi gì khét thế? Chợt nhớ ra, bỏ quên nồi thịt kho trong bếp, vậy là lại tất tả chạy vào. Cọ xong được chiếc nồi cháy khét thì đến giờ nấu cơm. Ngó ra ngoài cửa hàng thấy khách đông quá. Chồng đang lúi húi trong đống hàng hóa chất chồng. Nếu mình đi giờ này thì lát con đi học về sẽ chẳng có cơm ăn. Lần khác đã ngồi yên vị trên xe thì nhớ ra con chó cái đang dạo ổ. Lỡ mình đi nó đẻ thì lấy ai chăm sóc mấy mẹ con nhà nó. Thế là vội vã xuống xe, bỏ lại đằng sau mấy lời lèm bèm của gã phụ xe. Lúc ngồi ngắm đàn chó con vừa đẻ, trà bấm số gọi bạn khoe, nhà có thêm 5 thành viên mới. Tiếng còi xe gắt gỏng xuyên thẳng qua cửa kính khiến tụi trà bừng tỉnh. Yên nhìn đồng hồ hoảng hốt. Chết rồi, sắp muộn giờ xe. Vài câu ử nhị vang lên. Giờ này phố đang giờ tan tầm, người xe chen nhau chật ních. Những chuyến xe khách cuối cùng trong ngày sắp tọa đi các hướng, chạy về tỉnh lẻ. Chả biết giờ này ở nhà chồng con cũng đang mong. Nhờ vậy mà cuộc chia ly chẳng có chút biện diện nào, nên không có nước mắt như đã từng mường tượng. Tụi trà bỏ lại Lữ phía sau, chỉ kịp khoác vai nhau thật chặt trước khi tan biến vào trong phố. Về già, ở với con nhục nhã lắm. Thưa quý vị, có rất nhiều vấn đề phát sinh giữa cha mẹ và con cái đã trưởng thành khi sống chung. Dựa vào nhau trong cái chữ hiếu mà rất nhiều bậc phụ huynh gặp phải. Họ bị ràng buộc trong tư tưởng thước đo chữ hiếu đánh giá để có thể hiểu nhau khi cứ mặc định hiếu là phải ở cùng mới có thể phụng dưỡng, chăm sóc, báo hiếu. Nhiều người trong chúng ta đa phần lấy chữ hiếu của bản thân để áp đặt quan điểm lên người khác. Thực chất, con cái đều sẽ có cuộc sống riêng. Không phải cha mẹ nào cũng muốn được con cái chăm sóc lúc tuổi già. Bất đồng quan điểm, cô đơn, buồn tủi, đời sống của người già cũng có nhiều điều thú vị, chứ không phải chỉ là mấy bức tường bê tông và chờ con cháu tối ngày đi làm, đi học. Các cụ cũng có rất nhiều chuyện muốn giao tiếp với người cùng lứa tuổi, nhưng lại khó nói chuyện với con cháu. Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh lo lắng đến việc không đủ thời gian để dành dụm cho những năm tháng về già. Áp lực tâm lý về kinh tế phụ thuộc con cái, phụ thuộc vào chữ hiếu thuận mình nhận được khi bản thân họ không tự làm chủ hạnh phúc cuộc sống, họ đáng được hưởng. Độc lập và tự chủ, quyết định lựa chọn nơi mình sẽ ăn hưởng về già, thay vì chờ đợi tương lai và số mệnh, hưởng phúc hiếu từ con cái. Nhiều người với quan niệm rằng khi về già phải ở với các con, như vậy các con mới được coi là có hiếu. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Khi về già nên sống chung với các con hay sống riêng thì tốt hơn? Vậy thì chúng ta hãy đi tìm câu trả lời qua câu chuyện sau đây nhé.
hối hận sau 5 năm bán nhà ở quê, chuyển về sống gần con trai. Tôi cứ nghĩ nếu ở gần các con thì cuộc sống của chúng tôi sẽ được đảm bảo và hạnh phúc hơn. Nhưng không ngờ rằng càng gần gũi lại càng có nhiều lo lắng, hỗn độn. Cảm giác về khoảng cách là cần thiết mọi lúc mọi nơi. Mọi người ở mọi lứa tuổi đều phải như vậy, và khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Nhưng trong nhiều mối quan hệ gia đình, chúng ta lại bỏ qua quan điểm này. Đôi khi khoảng cách càng gần thì mối quan hệ lại càng xấu đi. Tôi tên Tiêu Hạ, năm nay tôi 65 tuổi, chồng tôi 66 tuổi. Hiện cả hai chúng tôi đều đã nghỉ hưu, sống một cuộc sống giản dị và bình thường. Lương hưu của chồng tôi tốt hơn của tôi. Hai chúng tôi có khoảng 14 triệu đồng tiền lương hưu, dùng một lần mỗi tháng. Số tiền này thực sự khá thoải mái với cuộc sống ở quê. Giá cả không quá đắt đỏ và không có nhu cầu đặc biệt cao. Hàng ngày chúng tôi chỉ cần mua thức ăn, nấu ăn, mua thuốc và đi khám bác sĩ. Về cơ bản không có chi phí lớn. Thỉnh thoảng rảnh rỗi chúng tôi đi du lịch ngắm cảnh. Trong mắt người ngoài, chúng tôi thực sự có đủ sự an toàn về tài chính và sự thỏa mãn về tinh thần khi về già. Không phải chăm sóc con cái và sức khỏe tốt, có thể đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì. Nhưng trong hoàn cảnh sống như vậy, tôi đã làm một điều mà tôi đặc biệt hối hận. Cách đây 5 năm, vợ chồng tôi bán căn nhà ở quê theo lời gợi ý của con trai, dọn đến ở đối diện nhà con. Căn nhà tuy nhỏ nhưng tiền của cả hai chúng tôi vẫn không đủ để mua. Chúng tôi đã bán căn nhà ở quê và thêm 700 triệu đồng mới sở hữu được. Chúng tôi cũng có hơn 700 triệu đồng tiền tiết kiệm, nhưng số tiền này dành cho những trường hợp khẩn cấp, phòng khi chúng tôi bị bệnh. Nếu rút tiền ra, chúng tôi chỉ có thể sử dụng khi chúng tôi nhập viện. Chúng tôi sẽ không có quỹ hưu trí nào cả. Chúng tôi vẫn cảm thấy khá bất an và lưỡng lự khi đưa ra quyết định. Mãi đến cuối cùng, con trai mới trấn an chúng tôi. Nó nói rằng 700 triệu còn lại sẽ được chuyển thành một khoản vay và chúng tôi sẽ không phải trả dần từng tháng. Bằng cách này, vợ chồng tôi đã đồng ý. Chúng tôi chính thức chuyển đến sống đối diện với con trai mình. Hơn nữa, nó chỉ cách nhà con trai tôi 2 bước chân. Cuộc sống có lẽ sẽ bớt cô đơn hơn. Nhưng tôi không ngờ rằng điều tôi tưởng sẽ dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn sau này lại dần trở thành nỗi dày vò. Hạn chế về tài chính. Khi mua nhà, tôi vay 700 triệu đồng. Số tiền trả nợ hàng tháng và khoản vay mua nhà của con trai tôi thực ra không phải là số tiền nhỏ. Vì lý do này, tôi và vợ đã tích cực bàn bạc cho con 7 triệu đồng một tháng. Con trai tôi đã chấp nhận, nhưng sau đó là những hạn chế về tài chính đối với chúng tôi. Như tôi đã nói trước đó, tổng lương hưu hàng tháng của vợ chồng tôi chỉ khoảng 14 triệu đồng, đã bao gồm 7 triệu đồng cho con trai tôi. Chúng tôi chỉ còn lại 7 triệu đồng, không đủ trang trải cuộc sống. Trước đây khi ở quê, mỗi tháng chúng tôi chỉ tiêu khoảng hơn 5 triệu đồng cho việc ăn uống, vẫn là nhiều. Khi còn ít hơn, 3 triệu rưỡi cũng đủ cho hai vợ chồng. Nhưng bây giờ, chi phí sinh hoạt hơn 5 triệu của con trai tôi cũng không đủ. Vì ngoài chúng tôi còn có gia đình chúng. Tính đi tính lại, mỗi tháng chúng tôi chi ít nhất 10 triệu đồng chỉ riêng cho việc ăn uống. Cháu trai tôi muốn ăn gì ngon thì chi phí sẽ còn nhiều hơn trong những ngày nghỉ lễ. Cuộc sống thoải mái tưởng tượng đã trở thành gánh nặng. Khi mới chuyển đến đó, tôi rất muốn giúp các con chia sẻ một số căng thẳng trong cuộc sống. Ví dụ như tôi sẽ mời gia đình chúng đến nhà tôi ăn tối hoặc đợi chúng đi làm để dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo. Nhưng về sau, thời gian trôi qua, chuyện này dường như đã trở thành lẽ thường tình. Chúng bắt đầu chỉ đạo tôi làm một số việc, chẳng hạn như đi siêu thị giảm giá ở đâu đó. Chúng nhắn tôi mua giúp nhu yếu phẩm hàng ngày. Về nhà cháu đi học ở đâu là chúng tôi đón và đưa về. Hoặc hai vợ chồng đi chơi hoặc làm thêm giờ không về được thì nhờ chúng tôi nấu cơm cho cháu. Những điều này đã trở thành gánh nặng vô hình trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi từng nghĩ chuyển đến đây sẽ mang lại sự thoải mái, ổn định cho cuộc sống. Nhưng không ngờ chúng đã trở thành gánh nặng khiến cuộc sống của tôi ngày càng mệt mỏi. Sau đó là những mâu thuẫn giữa chúng tôi với con trai, con dâu. Mâu thuẫn ngày càng gia tăng khiến mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng trở nên tồi tệ. Bởi vì sự bất mãn trong lòng do hai điều đầu tiên gây ra
đã gián tiếp khiến tôi bắt đầu bày tỏ sự không hài lòng với chúng một cách cố ý hoặc vô ý. Có khi tôi bảo chúng trả tiền ăn, nếu giọng điệu nhẹ nhàng thì chúng không coi trọng và nói lần sau sẽ trả. Nếu giọng điệu gay gắt hơn thì chúng bắt đầu phàn nàn rằng bây giờ chúng còn phải nuôi con, trả nợ. Suy cho cùng, chuyện tiền bạc giữa những người thân là nơi dễ làm tổn thương tình cảm nhất. Thiếu tự do trong cuộc sống. Lúc tôi ở quê, vợ chồng tôi đi đâu cũng thuận tiện. Thành phố nhỏ, không có nhiều người, cũng không có nhiều ô tô. Nếu muốn đi công viên, muốn ra quảng trường thì đi bộ tới đó. Mọi thứ rất thuận tiện. Nhưng từ khi tới đây, mỗi lần ra quảng trường đều phải đi bộ 3-4 cây số. Hơn nữa ở quảng trường cũng không quen biết ai, chỉ có thể ngồi một mình một lát rồi quay về. Ngày xưa ở quê, thỉnh thoảng có thể đi tán gẫu với mấy người bạn và chơi bài, nhưng sau khi lên đây tôi lại phải kết bạn mới. Đến bây giờ tôi mới nhận ra mình hối hận đến mức nào về quyết định của mình cách đây 5 năm. Cuộc sống sôi động mà tôi mong đợi trong những năm cuối đời với con cháu thỉnh thoảng vẫn tồn tại. Nhưng niềm vui này chẳng bao lâu sẽ vụt tắt, mà thay vào đó là những lo lắng tầm thường. Tôi cứ nghĩ nếu ở gần các con thì cuộc sống của chúng tôi sẽ được đảm bảo và hạnh phúc hơn. Nhưng không ngờ rằng càng gần gũi lại càng có nhiều lo lắng hỗn độn. Quý vị thân mến, lo cho con cái tới tận răng chính là tâm lý chung hầu hết của các bậc làm cha làm mẹ dù đã bước qua tuổi xế chiều. Can thiệp vào cuộc sống khi chúng có gia đình riêng khiến nhiều người già đang vô tình trở thành gánh nặng. Con cái đã lớn và trưởng thành, có gia đình riêng, nhiều bậc cha mẹ vẫn không thể yên tâm buông con cái mình ra ngoài xã hội để tự lập. Họ lo cho con mình vấp ngã, lo cho con mình không thể tự lo cho cuộc sống, không thể tự chăm sóc bản thân, chưa đủ kinh nghiệm. Chính vì những nỗi lo ấy, họ cứ lẩn quẩn mãi trong cái vòng quay, phục vụ con cái từng miếng ăn giấc ngủ, đến khi chúng có cuộc sống gia đình riêng vẫn không thể yên tâm chuyện con, chuyện cháu. Quên mất đi cuộc sống bản thân và những niềm vui mình cần được hưởng thụ khi về già. Hãy để con cái tự lập khi chúng có thể, hỗ trợ theo khả năng nếu cần, buông thả con cái ra. Một khi chúng đã đủ lông đủ cánh để bay vào đời, bỏ bớt áp lực cá nhân và cho cả con cháu, chắc chắn bạn sẽ được thoải mái đôi đường để tự lựa chọn cho con đường tương lai. Thưa quý vị, làm người, làm cha mẹ, ai cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình, nhất là khía cạnh vật chất. Nên việc mong muốn để lại tài sản cho con là điều đương nhiên. Đối với con cái, tôi nghĩ người nào cũng mong muốn nhận được tài sản đó một cách chính đáng, để làm bệ phóng hoặc chí ít ra cũng hỗ trợ cho cuộc sống của mình. Sau khi cha mẹ qua đời, có rất nhiều trường hợp anh chị em quay lưng lại với nhau vì quyền thừa kế, gây ra cãi vã bất hòa. Người xưa có câu, ba tài sản này chia, sớm muộn gì cũng hại con cháu. Sau đây là ba tài sản cha mẹ dễ gây bất hòa con cái. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ghi nhớ để tránh phạm sai lầm nhé. 1. Tài sản độc nhất. Ví dụ như trong một gia đình có một báu vật tổ tiên độc nhất vô nhị, chỉ có một con trai hoặc một con gái thì dễ xử lý. Nhưng nếu gia đình có nhiều con lại là chuyện khác. Có trường hợp một bà cụ có một chiếc mặt dây chuyền ngọc được truyền lại từ gia đình. Khi bà qua đời, bà không nói rõ sẽ tặng cho ai, nên con cái của bà đã vô tình làm vỡ chiếc mặt dây chuyền ngọc đó khi họ đang tranh cãi nhau. Cuối cùng, không những mọi người không thu được gì, mà thứ duy nhất dùng để tưởng nhớ bà cụ cũng không còn tồn tại. Vì vậy, những thứ độc đáo như thế này, ngay từ đầu không nên bị ép buộc phân phát, bởi ngoài giá trị của bản thân món đồ, nó còn mang nhiều giá trị truyền từ đời này sang đời khác. Sau khi mọi người thảo luận xong, nó sẽ được công chứng hợp pháp, một người con sẽ có nhiệm vụ giữ món đồ này an toàn. Bằng cách này, tài sản thừa kế này có thể trở thành tài sản chung của đại gia đình. 2. Tài sản đã được sắp xếp rõ ràng trong di chúc. Người ta nói, cha mẹ không nên đối xử thiên vị với con cái. Nhưng trên thực tế, cha mẹ khó có thể công bằng tuyệt đối. Ví dụ như, nếu trong nhà có người con nào khó khăn hơn, cha mẹ đương nhiên sẽ muốn quan tâm đến con nhiều hơn. Khi phân chia quyền thừa kế, họ có thể không công bằng.
Nếu những đứa trẻ có điều kiện sống tương đối tốt hơn, cảm thấy bất công và không thừa nhận những sắp đặt trong di chúc sau khi bố mẹ qua đời, chúng sẽ phải đấu tranh đòi sự công bằng tuyệt đối, từ đó gây mâu thuẫn gia đình. Đồng thời, đây thực chất là một hành vi bất hiếu, phải là một sự sắp xếp tôn trọng ý muốn của bố mẹ và cũng là một tấm lòng hiếu thảo, chỉ cần là biểu hiện chân thật, đừng đi ngược lại lời cuối cùng, mong muốn của bố mẹ. 3. Tài sản tinh thần và tư tưởng. Tình trạng này thường xảy ra ở những bậc cha mẹ học giả, những người không có nhiều của cải vật chất trong suốt cuộc đời nhưng có nhiều thành tích học tập. Có một vị giáo sư già đáng kính sau khi qua đời chỉ để lại một số lượng lớn bản thảo nghiên cứu. Con cái của ông cũng không tham gia vào các ngành liên quan. Sau này họ cùng nhau quyên góp tất cả những tài liệu nghiên cứu này cho trường đại học, nơi vị giáo sư già làm việc. Sau khi được xuất bản đã gây được tiếng vang lớn trong giới học thuật. Đây là cách ứng phó thông minh nhất. Trên thực tế, vấn đề thừa kế không chỉ liên quan đến việc phân phối vật chất mà còn liên quan đến việc thừa kế công việc kinh doanh của gia đình và việc tiếp nối lòng hiếu thảo. Không ai có thể đạt được sự công bằng 100%. Người xưa có câu, con ngoan không quan tâm đến tài sản, con gái ngoan không quan tâm tới của hồi môn. Họ đều là những người thân cùng huyết thống. Điều quan trọng không phải là ai nhiều hay ít mà là sự hòa thuận trong gia đình. Có nếp nhà nghiêm, có sự giáo dục cẩn thận của cha mẹ, các con sẽ lớn lên dần trong nhận thức rằng lấy tình thương làm điều cao nhất, không để tiền bạc phá hoại sợi dây kết nối thiêng liêng của tình máu mủ. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Vầng Trăng Bình Yên. Anh hai hỏi tôi, về quê em sẽ làm gì? Em sẽ chạy theo mấy con bướm, làm nó giật mình, bay hoài không dám đậu. Nghe nói quê mình đồng ruộng mênh mông, cành rạch nhiều lắm, nên em sẽ tập lội sông luôn. Buổi tối thì ngắm trăng, anh kể cho em nghe về ánh trăng ở quê nữa đi. Anh thích ngắm trăng tròn ở quê, trăng ở quê sáng hơn ở đây đèn nhiều quá. Rồi anh say sưa tả ánh trăng nơi quê mình, nó tròn, đẹp lung linh, hiền hòa. Tôi nghe anh nói về ánh trăng nhiều lần và lần nào cũng chìm đắm trong vầng sáng dịu dàng mát dịu của nó. Tôi thấy mình yêu ánh trăng dù chỉ qua lời kể của anh. Có lẽ vì tôi đa cảm quá chăng? Má nói tôi dễ yêu thương và không ghét một thứ gì. Bé 13 từ đâu đi tới, dụi đầu vào ngực anh hai. Nó ngủ hầu như ngay tức khắc sau đó. Anh hai nằm im, sợ nó giật mình. Anh nói khẽ, ngủ đi, khuya rồi, mai sẽ cực lắm đó. Hồi chiều má nói với chúng tôi, Sài Gòn đã mở cửa cho đi lại một số tỉnh rồi. Ngày mai này chúng tôi sẽ cùng nhau về quê. Về quê, đó là giấc mơ. Nhà ba mẹ ở miền Tây trơn chất của tiếng hò sông Hậu. Đó là những gì mà tôi đã nghe được từ lời của ba má và anh hai. Phần mình, tôi chưa bao giờ đến miền Tây. Các anh chị khác của tôi cũng vậy, ngoại trừ anh hai. Tôi được sinh ra ở đây, trên mảnh đất Sài Gòn này, củ bơ củ bất. Ngày kia kìa, ba tìm thấy tôi trong ống cống ở một công trình bỏ hoang, đói lạ và yếu ớt. Ông mang về phòng trọ, ba má dùng đồng lương công nhân ít ỏi mua sữa bột để nuôi. Ngày tháng trôi nhanh, củi cụi lớn nhờ sự chăm sóc tận tình của ba má. Má đặt tên cho tôi là 12, vì tôi là đứa con thứ 11 của ba má. Nhà đông con nên đặt tên vậy cho tiện kêu. Sau tôi còn 4 đứa em nữa, 13, 14, 15 và út đẹp. Ngoài anh hai, người đã đi cùng với ba má từ dưới quê lên đây, tất cả anh chị em còn lại đều được ba má lượm về. Cùng nhau quay quần trong một căn phòng trọ vừa nhỏ vừa nghèo, nhưng vô cùng ấm cúng. Rồi không biết từ đâu dịch tràn về, cả xóm nhà trọ bị răng dây chẳng chịt. Ba má không thể ra ngoài để mua bất kỳ món gì, mọi thứ phải đặt trên mạng, khó khăn và đắt đỏ. Má giỏi thu vén nên dù có thiếu thốn, cả nhà vẫn không phải chịu đói ngày nào. Có người khuyên ba má bỏ chúng tôi đi cho rảnh nợ, hay chí ít bỏ vài đứa cũng được. Đáp lại, má chỉ cười.
Tụi nó cũng như con của tôi rồi, bỏ sao được. Có gì ăn nấy, cùng nhau bơi qua cơn dịch này, rồi cho tụi nó về quê là yên ổn. Nghe những lời nói nhẹ hiểu đó, mắt tôi ươn ướt, giấu đi vì không muốn các anh chị em nghĩ mình yếu đuối. Hiểu rằng ở bên ba má, chúng tôi sẽ thật sự có một gia đình ấm áp, không ai bị bỏ rơi, phải lang thang trong giá lạnh và đói khát. Có lần đi ngang qua căn phòng cuối cùng của dãy nhà trọ đối diện, tôi bỗng nghe tiếng kêu đau đớn lặp đi lặp lại. Vốn tính tò mò, tôi ghé mắt vào thì nhận ra chị bầu đang có chuyện. Gương mặt chị ấy đang hẳn lên sự đau đớn khó tả. Anh chồng loay hoay vụng về đứng bên cạnh, mồ hôi ướt lưng áo, nói những lời đứt ruột. Sáng lên em làm được mà, sáng chút đi em. Rồi tôi nghe tiếng trẻ em khóc. Mới đầu tôi cũng không nghĩ đó là tiếng trẻ em, vì nghe nhỏ như tiếng mèo kêu thôi. Nhưng khi thấy anh chồng bế đứa bé đỏ hòn, mới biết đó là âm thanh phát ra từ đứa bé, chứ không phải tiếng mèo. Không ngờ, con người lại có thể đến thế giới này một cách hoang sơ và đơn giản như vậy. Chập tối tôi quay lại, thấy chị đang nằm khóc. Anh ngồi cạnh một bên cũng đang khóc. Đứa bé khóc lớn hơn ba mẹ nó. Má tôi đem tới cho chị chén canh. Tôi nghe giọng anh nghẹn ngào trong tiếng nấc khi má tôi hỏi điều gì đó. Tụi em chỉ còn có 100.000 thôi, mà tiền Tết đã là mấy trăm ngàn rồi, nên đâu còn cách nào khác. Chờ em có từng biết đỡ đẻ bao giờ? Mắt má đỏ hoe. Đó là chuyện của 3 ngày trước, còn giờ đây gia đình chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc thiên di lớn lao trong cuộc đời. Về quê, sau 3 tháng không đi làm, loanh quanh trong khu phòng trọ, đối diện cái đói, sự tù túng, lo sợ và cô đơn. Ai cũng mơ về mái ấm bình yên ở quê. Tiền kiếm ít nhưng có tình thân gia đình, anh em, bà con chòm xóm. Ở đó, có ký ức đẹp đẽ in dấu trong lòng mỗi người. Ba má thường nhắc về quê hương Cà Mau của mình, vùng đất cực Tây, nơi có những cánh đồng bất tận và những con sông dài đi hoài không hết. Nơi đó anh em chúng tôi sẽ thả sức tung tăng chạy giỡn trong không gian yên bình rộng lớn. Nghĩ đến, cảm thấy lòng đầy rộn ràng, hăm hở. Mới hơn 4 giờ sáng mà mọi người đã sẵn sàng. Mấy anh em chúng tôi được ba má nai nịt trên 2 chiếc xe cà tàng. Một chiếc bị rách yên sau và một chiếc hư mặt nạ trước, đưa ra cả đùi dây điện. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy gia đình mình may mắn hơn rất nhiều người. Kia một đoàn gần 10 người già trẻ lớn bé phải đi bộ. Người già nhất 64 tuổi, người nhỏ nhất mới 8 tuổi. Nhìn đau lòng lắm, nhưng rồi cũng không biết làm sao giúp. Gia đình nhỏ ở cuối dãy trọ cũng chuẩn bị ra về. Nhìn chị rón rén tay ôm đứa con 3 ngày tuổi, lê từng bước ra xe. Tôi nghĩ chắc chị còn đau và buồn lo lắm. Nghe má nói quê anh chị ở tận Nghệ An còn xa hơn quê hương Cà Mau của chúng tôi nhiều lần. Quê đón những người về từ vùng dịch một cách khá lạ. Má tôi ứa nước mắt khi thấy dọc đường nhiều tấm bảng với dòng chữ xăng miễn phí, Cà Mau 3 chai, Bạc Liêu 2 chai, cơm không đồng, xin mời. Hay những chai nước bên đường với dòng chữ mừng bà con về quê, chúc bà con thượng lộ bình an. Ở vài điểm trên đường, trên cầu, nhiều người còn đứng phát tiền cho những gia đình có con nhỏ. Những điều này giúp tôi càng thêm hiểu, thêm tin những điều ba đã nói. Đất miền Tây, người miền Tây hồn hậu, hiền lành và hào sảng vậy đó con. Đến xế trưa thì trời đổ mưa. Ba má chờ bọn tôi ghé vào một trạm xăng ven đường, hòa vào đám người đang trú mưa. Chúng tôi rụt rè ngồi ở đằng xa, nơi mái hiên vừa với tới, nên mỗi lần có cơn gió tạt qua là mưa phất vào, lạnh buốt. Nhiều người hỏi thăm chúng tôi. Họ ngạc nhiên không hiểu sao ba má lại có thể nuôi đủ 15 đứa con trong cơn đại dịch này. Trước mặt tôi, 2 đứa bé đang giỡn trên chiếc xe kéo thô sơ, tự chế bằng gỗ. Một người đàn ông ngồi kế bên, gương mặt đầy suy tư. Anh nói với ba tôi, anh đã kéo 2 đứa con từ Bình Dương về và vẫn còn một đoạn đường khá dài.
vợ anh không về vì chị cho chuyến đi với phương tiện như vậy là bất khả thi. Nhưng em đâu biết làm gì hơn. Anh, một vài ngày không tới thì một vài tuần, một vài tháng cũng tới. Em muốn con em được an toàn. Rồi anh đưa tay gạt nước mắt. Với lại, em cũng nhớ má em quá. Điện về lần nào, bà cũng khóc. Ba ngậm ngùi nhìn anh rồi im lặng một cách bất lực. Trời vừa tạnh mưa thì có chiếc xe lớn tới. Bước xuống xe là hai người một già một trẻ. Họ phát áo mưa và thức ăn. Chú trẻ hơn xoa đầu từng đứa chúng tôi, khen sao mà ngoan quá. Tôi nhìn sang ba má, thấy mắt hai người ánh lên vẻ yêu thương. Ánh mắt đó lần nữa tự lên tiếng, bọn tôi sẽ không bao giờ bị bỏ rơi. Đằng xa kia, một người phụ nữ trẻ đang lau nước mắt. Vốn nhạy cảm, tôi bước qua, nhưng có vẻ như chị không để tâm xung quanh. Má tôi biểu quay lại sợ lạc. Tôi gọi má, muốn cho bà nhìn thấy người phụ nữ trẻ đang rơi nước mắt trong im lặng. Như nhận ra tín hiệu từ tôi, má bước qua hỏi nhỏ. Hình như em không khỏe. Dạ, chị trả lời rất nhỏ. Má nhìn xuống bụng chị. Em được mấy tháng rồi? Dạ, 5 tháng. Em về với ai? Một mình. Vậy chồng em đâu? Chị chỉ vào cái hũ sành bên hông chiếc túi đựng quần áo rồi bật khóc nức nở. Má cũng khóc. Bà bối rối nửa muốn chạm vào người phụ nữ trẻ, nửa lại không dám. Má thường nói phải giữ khoảng cách vì biết đâu mình có nhiễm dịch hay không. Tiếng khóc có tính lây lan, lại nghe ai đó vừa thút thít, mọi ánh mắt hướng về người phụ nữ trung niên. Chú lớn tuổi hơn bước lại gần, hỏi chuyện. Bà ấy đưa cho chú coi đôi chân phồng rộp ứa máu, nói trong tiếng nấc. Tụi tôi đi bộ một ngày một đêm mới tới đây, còn tới hơn 100 cây số nữa mới tới quê. Mà chân tôi như vậy, sao đi nổi? Đi chung thì sợ chậm chân mọi người, còn ở lại thì... Bà ngưng giọng để lau nước mắt. Mắt chú lớn tuổi đỏ hoe. Sau mấy cuộc điện thoại, chú gọi mọi người lên xe, ưu tiên cho trẻ nhỏ và phụ nữ. Chú nói sẽ chở họ về đến huyện. Những tiếng cảm ơn, những nụ cười, những giọt nước mắt thi nhau lăn. Thật buồn khi hai tiếng quê hương lại trở nên xa xôi quá. Đường về quê là một hành trình đầy trắc trở. Tất cả các chốt quá tải, đoàn người chờ được qua chốt dài cả 100 mét, chen chúc nhau, khi thì trong cái nắng oi ả, khi thì dưới cơn mưa tầm tã. Thời gian chờ đợi quá lâu nên phải ngủ đêm lại trên đường. Dường như ông trời muốn thử thách đoàn người nhớ quê, nên hai đêm phiêu bạt là hai đêm mưa gió. Tôi vẫn nghĩ niềm an ủi khi ngủ ngoài trời là được ngắm trăng. Ngắm trăng nơi không có những ngọn đèn nhân tạo chắc là tuyệt vời lắm. Nhưng không phải. Hai đêm qua bầu trời đen kịt, bây giờ đang là cuối tháng, vầng trăng chỉ là một chiếc lá mỏng dính, trôi hững hờ giữa trời. Trong thoáng chốc rồi biến mất sau tầng tầng lớp lớp những đám mây đen. Cái tôi mơ ước được nhìn thấy là một vầng trăng tròn đầy, lung linh. Vầng trăng mà lần nào nói về nó, mắt anh hai cũng long lanh. Cuối cùng tôi nghiệm ra một vài điều. Ngủ ngoài trời không lạnh lắm nếu được ủ trong một chiếc áo mưa. Dù cực mỏng và không sợ lắm nếu bên phải, bên trái, sau lưng, trước mặt có bao nhiêu người nằm la liệt. Nhưng cũng đừng quá kỳ vọng vào việc ngủ ngoài trời để được ngắm trăng. Chuyện đó còn tùy thuộc vào thời gian trong tháng và thời tiết nữa. Nhiều chiếc xe gắn máy chở lỉnh kỉnh đồ đạc đựng trong những cái bao cột ở yên xe, hông xe. Treo bên cạnh những món đồ lộn xộn là cái hũ giống như hũ sành mà chị có bầu đã đưa cho má coi. Có xe còn treo cả hai hũ. Trên gương mặt mỗi người hằn lên nỗi buồn thương khó tả. Chỉ có những đứa trẻ là vô tư, khóc cười theo cách riêng, như không hề biết những mất mát đã xảy ra. Những nguy hiểm đang rình rập thì cũng không biết những cơ cực mà ba má chúng đang gồng mình che chắn cho chúng trước trận bão dịch khủng khiếp này.
tôi chưa đủ lớn, đủ hiểu, chỉ biết phải vượt qua chuyến đi này để có thể cùng ở bên nhau, chí ít trong yên bình, mà nguồn năng lượng để đưa chúng tôi về đến quê hương chính là tình yêu thương của ba má. Má ghé xuống tai tôi nói nhỏ nhưng đầy xúc cảm. Tới rồi kìa, tụi con. Cùng nhìn về phía cánh tay má, không thấy gì ngoài dòng người đông đúc. Xe của ba cũng vừa trở lên tới, chạy bên cạnh. Hai người trao nhau cái nhìn ấm áp, trong ánh mắt lấp lánh biết bao hy vọng. Mấy anh chị em khác trên xe của ba cũng háo hức nhìn về phía trước. Tầm nhìn bị che đi bởi đoàn người trước mặt. Hình dung phía sau, dòng người dài ngoẵng kia, phía sau những rào chắn và dây răng kia là khung trời bình yên, rộng mở. Ở đó, mấy anh em tôi sẽ chạy đuổi nhau trên cánh đồng mênh mông sau nhà, rồi cùng ngồi ngóng ba má đi chợ về vào mỗi sáng. Khi mặt trời lặn sau rặng cây, chúng tôi lại ngồi vây quanh ba má, lắng nghe các câu chuyện. Và kia kìa, vầng trăng mơ ước của tôi, không phải một lần mà nhiều lần trong suốt quãng đường đời vừa dài vừa hẹp sau này. Đêm xuống rất nhanh, trời lại bắt đầu mưa. Đây là đêm thứ ba chúng tôi ngủ ngoài trời. Má đẩy chúng tôi ngồi sát vô trong một gốc cây bên đường, lấy áo mưa ra che. Những chiếc áo mưa có nhiều vết rách do đã phục vụ tận lực trên suốt quãng đường về. Ba má ngồi phía ngoài hứng chọn những cơn gió lạnh và những đợt roi mưa quất vào da. Cả hai che chung một tấm áo mưa mỏng dính đã bị gió quật rách nhiều chỗ, chờ thức để đến lượt được gọi tên. Má cười hiền dịu dàng. Chỉ đêm nay nữa thôi tụi con, mình đã về tới quê rồi. Trong giây phút đó, tôi yêu ba má quá. Anh hai khẽ đẩy út đẹt vào chính giữa, rồi choàng tay qua ôm lấy lưng tôi. Ánh mắt anh ngập tràn yêu thương. Chung quanh những gia đình khác cũng tìm chỗ để chống chọi mưa đêm. Cách đó vài mét, người đàn ông đang trùm áo mưa, ôm trong lòng đứa con trai nhỏ. Đứa bé ngủ ngon lành trong vòng tay ấm, chăm chú nhìn, không thấy bóng dáng của mẹ đứa bé. Nhiều người đã đi với một hình dạng khác, nay trở về trong một hình dạng khác. Có lẽ mẹ đứa bé này cũng đã bị thu nhỏ lại, vừa bằng một chiếc hũ. Tôi lại ước về những đêm trăng thanh bình sau này, với vầng trăng rạng rỡ của đêm miền Tây hiền hòa, tĩnh mịch. Ba má vẫn ngồi đó, kiên nhẫn nhìn dòng người ngày một đông lên. Sớm hôm sau, ba má được gọi tên, cán bộ huyện đã đến đón. Một cán bộ tỏ ra khó chịu vì thấy gia đình tôi đông đúc quá. Nhưng má đảm bảo rằng chúng tôi sẽ rất ngoan. Sau một hồi nài nỉ, cuối cùng cũng được theo đoàn về khu cách ly. Đến chiều muộn thì đến được khu trường học. Họ nói đây sẽ là nơi gia đình tôi ở lại trong 14 ngày. Không thể nói hết nỗi vui mừng. Chừng như thấm mệt, út đẹt xúc vào lòng tôi, mắt lim dim. Anh hai trông chừng em 12, 13, 14. Anh dùng cả thân mình để che cho ba đứa nhỏ khỏi bị xô đẩy khi có người qua lại. Vừa đặt đồ xuống thì ba má được gọi tên đi test. Chúng tôi nằm dài trên sàn tận hưởng thư giãn sau một hành trình dài, mệt mỏi và khắc nghiệt. Mơ về ngôi nhà mình sắp đến, nơi có khói lên ở trái bếp mỗi chiều. Hình ảnh này ba đã vẽ lên trong đầu tôi biết bao lần khi nói về quê hương. Ba má trở về với vẻ mặt u buồn, nặng trĩu. Nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy guộc của má. Ba ngồi lặng im nhìn vào bức tường trước mặt thở dài. Má ôm mỗi đứa chúng tôi một cái rồi khóc. Trời ơi, họ đòi giết chết mấy đứa con của tôi. Ba tôi cắn chặt môi rồi ông nói với má nghẹn nghẹn. Anh với em nhiễm đâu có nghĩa đám con mình cũng mắc. Càng không có chuyện tụi nó lây được cho ai. Anh đọc báo thấy người ta nói vậy. Nhưng họ cương quyết lắm. Họ nói các con phải bị tiêu hủy. Má nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường rồi thảng thốt. Trời ơi, chỉ còn 3 tiếng nữa. Ai đòi giết chúng tôi? Chúng tôi có tội tình gì?
chúng tôi có thể gây nguy hiểm cho ai? Tôi không biết mình có nghe nhầm không, có đang nằm mơ không. Nhưng khi những giọt nước mắt nóng hổi của má rơi xuống mặt tôi hiểu đây không phải là giấc mơ. Tôi thấy mình hoảng loạn và sợ hãi. Tôi nhìn các anh chị em mình. Trời ơi, chúng tôi đã vượt qua cái đói, cái lạnh và nỗi sợ để về quê. Ngỡ rằng mình yên vị ở ngưỡng cửa thiên đường. Nhưng không phải, không có thiên đường nào cho chúng tôi cả. Điều chờ đợi chúng tôi sau hành trình dài là cái chết. Chúng tôi nhui nhúc trong chiếc lồng chật. Chiếc đồng hồ trên tường tích tắc, sự tuyệt vọng đang đè nặng, phát kiệt mọi thứ. Anh hai đưa mắt nhìn khắp lượt chúng tôi, rồi dừng lại ở bốn đứa em nhỏ. Chúng vẫn vui đùa, đưa tay khều má nhau. Bé 14 phụng phịu hỏi, chừng nào mới được ăn, em đói quá. Anh hai quay mặt đi nghẹn ngào, chút nữa thôi em. Út vùi đầu vào ngực anh cúi mặt, giấu đôi mắt ngấn nước. Tôi biết anh không khóc cho mình. Chắc anh cũng như tôi, tiếc cho những mong ước, những hy vọng không bao giờ thành hiện thực. Các em tôi lẽ ra phải được lớn lên, chứ không dừng lại mãi mãi ở lứa tuổi ngây thơ này. Lẽ ra chúng phải được thấy cánh đồng đầy nắng, mênh mông của miền Tây, được cùng nhau chạy đuổi theo những con chuồn chuồn bươm bướm trên những vạt cỏ ướt đẫm sương mai, như bức tranh vẫn hiện ra trong đầu tôi mỗi tối. Giờ còn lại gì? Không, vầng trăng bình yên thường mơ thấy. Không, ngoài kia tiếng lao sao lớn dần, họ đã đến. Có hai người, một người tặc lưỡi. Phải giết hết 15 con sao? Người kia phẩy tay. Không lẽ chừa lại, chỉ là chó thôi mà. Câu nói như mũi dao xuyên thẳng tim tôi. Chết lịm.